Xin chào các bác các chú ạ. À, bác cho hỏi là hôm nay là cái câu lạc bộ của bài chim mà tổ chức giao lưu tiếng Mường thì hôm nay là câu lạc bộ có thịt lợn to không bác ơi? À, bây giờ hôm nay câu lạc bộ tiếng Mường có bài chim là thịt con lợn là 80 cân ạ. À vâng ạ. Đây là có mời đông không bác ơi? Tất cả mọi người là 26 mâm cơm nhưng tất cả là mấy tỉnh nhà bác ơi? Thế là tỉnh Thanh Hóa này, Ninh Bình này, Hòa Bình này là ba tỉnh ạ. Còn huyện thì nó nhiều, huyện thì cả Hà Trung. Đấy, các nơi là đến đây là hôm nay là các nghệ nhân là về đây là hát đấy. Và cái mâm cơm này là cái này là bản sắc dân tộc ạ. Cái xin nãng đấy là mưa mấy đứa là cái chí ấy bác nhỏ. Và chú ơi, vô chú khéo say cái nó. Xin chào các cụ nha. Các cụ là cái đấy là cái là 6 đô giờ. À, đắc đô là đó là đắc gì cái này ạ? Vâng. Ơt lọc cái đắc đô này là có những cái đắc mà chi này các cụ nơi. Đắc thập cấm ạ. Sâu mê. Đưa nó đắc đế. Đây là bên này là các cụ nó lo câu lạc bù là cá mũ ấy là mất chứ là bắt đầu đi toàn cơm đó. Này là sau này là mê này là nó thế nào chịu ở này các cụ. Đây cái món sau này là ớt lòng này là còn bậy chữ sau ạ. Ôi bác mặc hờm lắm mà mặc đỏ cái ca. Bác mặc hờm qua mặc đỏ cái ca thì thôi. Tập cấm là dây mọn à. Bác này đem quả mà nó đắt nó mới say như là có đang cầm cái mại cái Ún ơi, về cái này Ún tham gia tiết mục mù ăn mấy bài ạ? Có bài đó, bài ơi. À, có bài, có lẽ phải nhường cho đơn vị khác phải không? Đây là này là con phải có cái chấm mua cái bỏi gì nấy chấm mới mua gì em ơi một canh chấm với tương ớt đấy. À, sao bảo ở đây có hạt giỏi mà Hòa Bình là đất vâng. Hòa Bình là có hạt giỏi mà lại phải đi mua bột canh thì nó với bột canh với lại hạt giỏi. Vâng. Lúc về các em cho anh xin một cân có được không hạt giỏi ấy? Có chứ. Anh xin một cân thôi còn nó. Cho anh hai con luôn. Ôi trời ơi sao em thảo quá vậy. Thế là em bây giờ là chuẩn bị là ở nhà có rồi phải không? Nhà em có à. Nhưng về mà chồng nó không cho thì em làm thế nào? Em cho chứ chồng em là chồng em phải cho. Chồng không cho thì em cho vẫn được. Nhưng là hay là em chắc là mượn hay nói dối được nhỉ? Thế nhà em ở gần đây không ạ? Nhà em ngay đâu sang chỗ này thôi. Còn em là hay là đi qua rừng rạo cải thùng xe như để nhà kèo này như để nhà các cụ đấy. Có khả năng đánh không?
ăn cơm mà đêm chung cào máu vào đêm chung khoe ủn ơi hát ra dùng cho anh nghe cùng nàng thế thì có ăn làm muốn ơi có cho anh ở cái nơi mà đất ní ủn ơi đứng cấm mà tụng mà đi đưa chúng mỗi con thi ngày này với ủ nó ơi ơi ủn ơi ủn cho hỏi cái cơm ni là cái cơm đó này là nhuộm lại chứ à à cái này cơm 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 cả nhất nhất ủn lên tháo đây giờ khi này nó khi bây giờ nó biểu em 2 cân hạt dối là mương đơn là hạt lói à hạt lói nhắc khi bây giờ em mà dậu nó đuối anh thì cạn cho anh không ai à em nói ông mát thứ rằng là cứ ghẹn như các em nhé cái này cơm cuộn hay là cơm cước à cùng à cuộn cơm cước này là cứ gạo vàng vàng đây công nhận mương dân gian mình là nó nhiều cái sự nhuộm cơm xin chào anh ạ ông ơi trong thì không vâng anh cho hỏi là hôm nay là anh ở mãi đâu về tham gia cái câu lạc bộ giao lưu Hàn Mường hôm nay em ở câu lạc bộ Ninh Bình Cúc Hương ạ à Ninh Bình Cúc Hương ạ à. Thế là từ Cúc Hương mà lên tới đây là hết bao nhiêu km ạ à? Hơn 60 cây ạ à? À, là hôm nay là về giao lưu ở đây có tham gia tiết mục nào không? Có ạ, đây là dân tộc Mường về đến đây là phải giao lưu tiếng Mường. Thế đã có hát được với đôi nào chưa? Ngày nào chưa? Hai cặp rồi. Và hát là chủ yếu là tỏ tình để giao duyên phải không ạ? Dân tộc Mường thì chủ yếu là hát để giao duyên thôi. Thế sao không thấy có em nào hay là hát xong rồi nó lại hát với người khác ạ? À? Có mấy em đang dọn đây ạ? Mấy hát với mấy em đây ạ? À? Em nào cũng đẹp, em nào cũng xinh. Ôi trời ơi, sao mà đẹp quá vậy nhỉ? Chả trách nào mà các anh mà đi được. Chào em nhà nhiếp ảnh quay phim nhá. Anh xin chào em ạ. Vâng em ơi, em đi nhiếp ảnh quay phim được mấy chục năm rồi. Em chỉ đi hát là đi quay cho chồng phải không? Đi quay cho bạn bè phải không? Anh xã đi quay rồi. À có ông xã đi quay rồi. Ô, ông xã nghe bảo xinh trai lắm à? Không biết ở đâu đó nhỉ? Em ơi, à. Em cho anh hỏi em ở mãi đâu tới đây? Vâng, em ở định cư ạ. À, định cư là xã định cư là huyện Tân Lạc à? Lạc Sơn. À Lạc Sơn ạ. À.
đầy đủ là xóm Mương Hà, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn. Ôi trời ơi, sao gần quá vậy nha. Em hôm nay là đi về câu lạc bộ ở đây để tham gia cái giao lưu hát mường. Thì em đã có hát với anh nào chưa ạ? Vâng, em vừa hát trên nhà 30 phút xong. Và đã kết duyên được với anh nào chưa? À, chưa ạ. Em đang hát cái mường này nghe bảo là phải giao duyên mà phải tỏ tình là kiểu là gợi ý là như kiểu là yêu nhau thật đấy, phải không ạ? Đúng vâng, rồi. Là đóng cái kiểu là đóng như phim thế thôi thì mới hay. Nhưng mà sau đó thì nhìn em cũng thấy nhiều lúc hơi xấu hổ một tí, bởi vì là mình là gái mường mà diễn ấy quá. Diễn nhưng, xuất nhưng sắc em quá em như thế cho thì, anh hỏi, thì nhiều cái thì như các em mà đi về thì lúc đi là chồng có cho đi không hay là mình chỉ có đi trộm thôi em? À, có ạ, chồng em thì vô tư. Nhiều lúc anh không bận thì anh còn đưa em đi hát nữa cơ. Ui vậy cả, thế hạnh phúc quá nhờ em nhỉ. Em năm nay đến đầu mấy ạ? Tuổi bao nhiêu tuổi đấy em? Em trên 40. À, mới trên 40. Thế anh là cứ tưởng tầm 35, 37 gì ấy. Em 42 rồi. Thế xinh gái quá nhỉ, các em còn ấy tuổi xinh quá. Có gì ạ, cảm ơn anh. Và bác ơi, chào bác ạ. Xin chào bác. Và bác cho em hỏi là hôm nay bác có tham gia tiết mục hát giao lưu tiếng mường không ạ? Hát tiếng mường thì cũng hát rồi, nhưng hôm nay thì để cho các bạn cùng hát. Liệu cái hát thế này thì có còn kéo được chị nào không bác ơi? À, có chị nào chị có chồng hết rồi. À, có chồng hết ạ. Nếu mà cái người mà chưa chồng nó có hát với không ạ? Không biết, bây giờ mình hỏi người ta cơ. À, phải hỏi ạ. Bây giờ bác phải đi hỏi chứ. Bác hỏi đi em quay cho ạ. Không, hôm nay thì tôi được. À, con có cắp mà có cắp chứ. Là cái nào đấy, không ba bộ đâu, không hết rồi đi, không đã rồi chưa rồi.